Profile định nóc kịch trần của hai MC dẫn chính chung kết năm đường lên đỉnh Olympia. Trận chung kết năm chương trình đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 vừa chính thức diễn ra vào ngày 13 tháng 10 với sự tranh tài của 4 thí sinh xuất sắc. Như những năm trước, tại điểm cầu chính, trường quay S14 Đài Truyền hình Việt Nam, MC Khánh Vy và MC Ngọc Huy sẽ đảm nhận vai trò dẫn dắt. Cùng 8TV soi profile đỉnh nóc của bộ đôi này nhá. MC Ngọc Huy tên đầy đủ là Phạm Ngọc Huy, sinh năm 88 tại Hà Nội. Anh bắt đầu đồng hành cùng đường lên đỉnh Olympia từ năm thứ 13 đến nay. MC Ngọc Huy được yêu mến bởi lối dẫn dắt hóm hình, duyên dáng. MC Ngọc Huy được các thí sinh đặt cho biệt danh như là Thánh Trôn, Vựa Muối. Anh thường xuyên tạo tiếng cười giúp các thí sinh đỡ căng thẳng hơn trước khi thi đấu. Nam MC sở hữu profile học tập xịn sò, từng theo học tại Học viện Ngoại giao Việt Nam, tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh. Nam MC là cựu học sinh chuyên toán tin của trường Trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội. Còn MC Khánh Vy thì chắc rất nhiều bạn đã biết. Cô sinh năm 1999 tại Nghệ An, hiện là MC nổi tiếng dẫn nhiều chương trình trên VTV và cũng là nhà sáng tạo nội dung có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội. Cô nổi lên từ năm 2016 trong một đoạn clip với 7 thứ tiếng. Sau đó có nhiều cơ hội mới cũng mở ra. Cô nàng bén duyên với công việc MC dẫn các chương trình học thuật như IELTS On The Go, IELTS Pay Off, Crack Em Up. Khánh Vy là cựu học sinh của trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu Nghệ An, tốt nghiệp loại giỏi tại Học viện Ngoại giao. Cô còn giành được học bổng toàn phần hệ thạc sĩ của chính phủ Anh vào năm 2023. Dù tuổi đời còn rất trẻ, Khánh Vy từng bước chinh phục khán giả nhờ chất giọng truyền cảm, năng lượng tươi trẻ và tinh thần không ngừng học hỏi. Sở hữu kênh TikTok với hơn 2,5 triệu người theo dõi, Khánh Vy cũng chăm chỉ ra những video học tiếng Anh để phát triển bản thân và truyền tải năng lượng tích cực. Cảm ơn các bạn đã theo dõi 8TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày.